Xin chào các bạn, mình là Huy, mình đến từ USA 365 cũng như Beauty 365 và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách nhập một cái đồng hồ hay là cũng như là tính giá của cái đồng hồ từ bên Mỹ về Việt Nam như nào. Thì trên tay mình đây là một chiếc đồng hồ từ Zumashop này. Thì mình sẽ lấy cho các bạn xem nhé. Đây là mặt hàng này mình mua chính hãng từ bên Zumashop ở Việt Nam này. Nó gói đóng hồng gói hàng cho các bạn nhìn thấy. Gói rất là cẩn thận bởi vì đồng hồ là một trong những cái sản phẩm mà có thể nói là chỉ cần hỏng một chút thôi là cũng không được rồi. Nếu các bạn là những người mua lẻ thì không nói, nhưng những cái người mà mua những cái đồng hồ này về bán Việt Nam bán thì phải nói là phải rất là cẩn thận. Nếu không như ví dụ cái hộp này của nó chỉ cần xước hay hỏng một xíu thôi là cũng là rất là to tội này. Khách hàng sẽ kêu rất là ghê. Đây mình sẽ mở ra nhá, mình cũng kiểm tra cho các bạn xem này. Đây, rất là đẹp mắt thưa các bạn. Cái hãng này là hãng này, nếu mình không nhớ không nhầm là nó mới chỉ có cách đây khoảng một tầm hơn chục năm thôi, một hãng của Ý. Cái đồng hồ này ở Việt Nam bây giờ rơi giá là search trên các trang chuyên bán đồng hồ thì giá nó rơi vào tầm 23 đến 25 triệu. Thì bọn mình đã order của nó. Cái sản phẩm này là tổng cả về là mình nhớ nếu mong máng thôi hình như là đâu đó là 20 triệu. Thì rẻ hơn so với mua ở những cái bên kia là khá là nhiều mấy triệu. Nó hộp nó đóng kín quá nên mình chưa biết đâu. Đây mình mở. À đây các bạn này, nó nhìn nó này, kéo xuống này. Áp này. Một cái đồng hồ này. Ôi, rất là đẹp mắt cho các bạn này. Mình cho các bạn xem một xíu nhá. Đây. Sang trọng lắm các bạn. Không còn dám mạnh tay. Rồi đây. Ui. Đây. Cho các bạn nhìn này. Tất cả còn băng đó, tất cả là những cái này vẫn còn nguyên mới zin 100%. 7 tray đây, đồng hồ chân. Thì mình chia sẻ với các bạn là có rất là nhiều trang mua đồng hồ về Việt Nam, ví dụ như là eBay, Amazon, Zumashop, Upcode hay là một trong những trang mà những cái trang mình sẽ để bên dưới này. Cho các bạn xem là những trang của mình chuyên mua đồng hồ và mình đã đánh giá nó khá là uy tín. Đương nhiên là một số mặt hàng đồng hồ ví dụ như ở eBay, Amazon thì chúng ta cần phải lựa chọn select, tại vì một số mình biết là mình nhắm rất là nhiều đồng hồ rồi, ví dụ như ở trang Amazon có một vài select là rất là lớn, nhưng khi chúng ta mua đồng hồ ở họ mà họ phát hiện ra những cái địa chỉ mà chúng ta nhận hàng mà hay có người mua hộ ấy thì nó sẽ bán hàng nhồi hàng đẹp cho chúng ta và chúng ta phải rất cẩn thận điều này. Cũng như ở eBay thì chúng ta phải chọn những cái select có lượng feedback lớn, tức là lượng đánh giá tốt nhiều chúng ta mua thì nên mua, chứ còn nếu mà các bạn thấy là có những cái select nó ít feedback, tức là ít được đánh giá tốt ấy, mà các bạn mua mà thấy nó rẻ mua thì mình khuyên các bạn là không nên, bởi vì là chứ không dám, mình không dám chắc là hàng đẹp, nhưng mà có thể là những cái sản phẩm mà các bạn nhận được là hàng đẹp thì rất là thiệt hại các bạn. Khi mà ví dụ cái đồng hồ này đồ xịn 20 triệu mà ví dụ mà chúng ta mua ở trên eBay mà chỉ tầm 10 triệu thì đó là một cái vấn đề để chúng ta phải rất là quan tâm khi có thể là hàng đẹp. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn thêm nữa là cái làm cách nào để mua những cái đồng hồ này về Việt Nam thì có hai con đường, đó là khi các bạn mua thẳng về trực tiếp về Việt Nam. Thì nếu mà mua thẳng trực tiếp về Việt Nam thì các bạn tự mua khi mà mua các bạn điền địa chỉ, ví dụ ở Zumashop thì các bạn điền địa chỉ của các bạn là thẳng địa chỉ Việt Nam. Nhưng có một điều là ví dụ một cái đồng hồ này rơi vào tầm 700 đô này. 700 đô nhá, mình mua nếu như không nhầm 700 đô cho cái bạn trong một bạn này có vẻ rất là ăn chơi. 700 đô thì nếu các bạn mua thẳng về Việt Nam thì phí ship ấy, thì mình nói luôn cho mình 800. Thì mình nói luôn là khi mà chuyển từ Mỹ về Việt Nam, các bạn mua thẳng nhá, về địa chỉ thẳng các bạn Việt Nam thì phí ship nó chỉ rơi vào tầm 35 đô thôi. Nhưng cái đáng sợ ở đây đó là thuế. Và thuế bao nhiêu thì mình sẽ trả lời cho các bạn là thuế được
nói chung là một công thức rất là vòng vòng lòng vòng, nhưng mình nói cho các bạn tính cho dễ hiểu, đó là rơi vào khoảng tầm 20-30%. Ví dụ cái sản phẩm này là 800 đô mà các bạn về Việt Nam thuế rơi thêm tầm 30%, 20%, tức là mình tính 20% nhé, là 8-16, tức là thêm 160 đô, là tức thêm mấy triệu. Và nếu mà tính so với những cái giá ở Việt Nam họ đang bán là chúng ta nó đắt hơn, đúng không ạ? À, thế nên là người ta hay là chuyển một cái địa chỉ bên Mỹ. Ví dụ như bọn mình thuê một cái địa chỉ ở bên Mỹ, bọn mình chuyển cái đồng hồ này về đó, thì Zuma Shop hay là các trang khác, thì những cái sản phẩm mà đắt tiền thì khi mà chuyển về một cái địa chỉ bên Mỹ thường nó sẽ được miễn phí ship, free ship, hay hay các bạn mua Shopee free ship đó, thì cái sản phẩm này khi đó về free ship, sau đó cái sản phẩm đấy sẽ được cầm về Việt Nam. Thì cái sản phẩm đấy cầm về Việt Nam thì được tính thuế như nào? Thì hiện tại bọn mình đang làm việc một công ty, thì mình hay mua đồng hồ cho tất cả những cái bạn mua lẻ cũng như mua buôn thì mình sẽ không nói trong video này, bởi vì mình muốn nhấn mạnh đến mua lẻ. Bởi vì mua lẻ bởi vì khi mà mua lẻ đồng hồ ấy, các bạn sẽ quan tâm về vấn đề gì nhất, đó là không phải là giá cả, mà là bởi vì khi các bạn đã quyết định mua những cái sản phẩm này rồi, thì mình biết là những cái đợt sale off các bạn đi mua, đúng không? Thì quan trọng nhất là khi các bạn chuyển về đến Việt Nam nó an toàn, đúng không ạ? Tại vì mình biết là một số công ty khi mà chuyển về Việt Nam ấy là mất hàng, và khi mà các bạn khiếu nại để xem hàng hóa các bạn thì các bạn cảm thấy rất là rắc rối khi họ cứ đùn đẩy người này người kia là không phải tôi làm lỗi thế này thế kia, và các bạn đến 6 tháng đến 1 năm sau các bạn không thể lấy được cái, tức là người ta không xem xét cho bạn cái đền hàng các bạn. Thì mình thấy là cái vấn đề đấy là có rất là nhiều công ty phải xem lại đấy. Hoặc là khi mà các bạn tư vấn mua hộ cho các bạn thì các bạn ấy không nói rõ ràng khi mà mất hàng thế này thế kia, thì bên mình là nói luôn là ví dụ những cái đồng hồ dưới 100 đô nhá, mua qua bên mình thì những cái đồng hồ dưới 100 đô ở trên Amazon, eBay, Zumashop, Airpods thì mình sẽ lấy phí là phí phụ thu của một cái đồng hồ là 5 đô. Còn nếu các cái sản phẩm nào đồng hồ mà từ 100 đến 300 đô thì phí phụ thu của một cái đồng hồ của bên mình rơi vào tầm 5%. Còn nếu những cái sản phẩm mà từ 300 đô đổ lên thì phí phụ thu bên mình là 10%. Tại sao khi mà cái giá trị cái sản phẩm càng lớn ấy thì phí phụ thu ấy càng cao? Thì mình xin trả lời luôn là bởi vì là những cái sản phẩm càng lớn đều có nguy cơ là bị mất trộm hay bị moi trộm, hoặc là mất ở đâu đó, và mình muốn là khách hàng được của mình là phải được cái sản phẩm này về tay là chuẩn nhất. Vì thế nếu như đi qua bên mình mà bên mình có những cái phụ thu đó thì những cái sản phẩm này, nếu mà các bạn một cái công đoạn nào đó của bên mình từ công ty về mà làm mất thì bọn mình sẽ hoàn toàn đền cái sản phẩm này cho các bạn là full trên giá các bạn. Ngoài ra khi mà chuyển về đó thì cái tiền cân cũng như tiền chuyển về thì bọn mình nếu mà khách lẻ thì rơi vào tầm 300.000 một cân. Thì cái đồng hồ này thì nó chưa đến một cân đâu, nhưng mà khi mà chuyển về những cái phí mà ví dụ phí hàng giá trị cao, khi mà đi hàng giá trị cao ấy thì nó sẽ được tăng lên trong cái phí vận chuyển. Ví dụ bình thường các bạn chuyển một cái sản phẩm mà chưa đến một cân như này thì hết khoảng tầm 50.000, nhưng mà nếu mà cái hàng giá trị cao như này thì mình sẽ phải đi thêm là phí giá trị cao. Đây là trong cái phí ship trong Việt Nam thôi là rơi vào tầm hơn 100 đấy, mình khuyên các bạn là nên. Và ngoài ra cái phí phụ thu bên mình thì bên mình còn thu một cái phí đó gọi là phí khối lượng khi mà chuyển từ bên Mỹ về Việt Nam thì rơi tầm 300.000 cân, mình cũng vừa nói rồi đó. Ngoài ra thì khi mà cái sản phẩm này về đến tay các bạn thì các bạn cũng được nhìn cái hóa đơn thanh toán của các bên mình cho các bạn, để các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về những cái sản phẩm bên mình giao cho các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là Zumashop này, đây là cái hóa đơn của mình, chính tay bọn mình order. Nhóm bọn mình là nhóm chuyên mua cho những cái shop hay cũng như các bạn mua lẻ ấy, thì bọn mình chủ yếu là chia sẻ luôn là bọn mình mua cho các công ty hay là những cái bạn nào mà muốn nhập những cái sản phẩm này về bán. Đây, trực tiếp có những cái hóa đơn, chứ bọn mình không giữ lại cái hóa đơn này cho các bạn làm gì. Mình cũng chia sẻ luôn là với một số cái bạn mà muốn lập nhập những cái sản phẩm
đồng hồ này về Việt Nam bán thì nhập như nào, thì một số cái sản phẩm ấy thì mình chia sẻ cho các bạn là khi mà những cái trang đó giảm giá, ví dụ giảm giá 30-40%, các bạn có thể lên tìm thông tin sản phẩm, và nếu những cái sản phẩm đó các bạn thấy bán ở Việt Nam mà nó lại cũng bán ở bên ví dụ như Zuma Shop đi, nó rẻ thì chúng ta có thể là tham khảo và post bài lên trang Facebook hay là những cái diễn đàn mình tham gia chơi đồng hồ, thì để có thể là để cho có những cái ai đó, như có những cái người mà hay bạn bè các bạn mà có quan tâm hay muốn mua một cái đồng hồ bên nước ngoài thì các bạn có thể là mua hay là cũng như đặt hàng, thì đấy bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Ngoài ra còn có rất là nhiều những cái liên quan đến đồng hồ, cách chọn đồng hồ như nào, giá tốt, hay là những cái trang web đồng hồ nào uy tín, cũng như là cách nào mua cả một cái đồng hồ là dễ dàng nhất, thì trong những cái video sắp tới cũng như video bên dưới của mình đây, mình sẽ chia sẻ hết tất cả những cái gì mình biết về các mua hàng bên nước ngoài về Việt Nam, cụ thể là Mỹ, hay mua đồng hồ, hay là hàng hiệu, hay kính mắt, hay là mua những cái bút để các bạn ký, hay đồ hàng hiệu như là thắt lưng hay là ví, các bạn có thể nhờ bên mình sẽ mua cho các bạn. Cảm ơn các bạn, chào các bạn. Video đến đây hết.